Cuối. Các thành viên của lớp 12H niên khóa 2004-2007. Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, được gặp lại các bạn, được gặp lại thầy cô. Là cảm xúc lúc này cũng rất là bồi hồi. Cả đêm cũng nói chung là mất ngủ. Gặp lại các bạn, được thấy các thành viên của lớp đều trưởng thành rất là nhiều. Mọi người đều có công việc và gia đình ổn định. Cảm thấy thì bản thân là lập trường, cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong 5 năm, 10 năm hay 15 năm sau, lập chúng mình vẫn luôn là đoàn kết, yêu thương nhau. Và mãi mãi như bây giờ, chúc các thành viên của 12H, chúc các thầy cô cùng gia đình các bạn luôn tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe. Xin cảm ơn. Tự nhiên đang xúc động và quế này đó. Thầy đừng lặng nghe biết đời sống vô. Các em đi theo những buổi tan trường, chào bạn bè, chào kỷ niệm vấn vương, ve tiễn biệt với điều sầu muôn thuở. Tiếng ve cách đây 15 năm như vòng lại trong hôm nay. Mai này ta lại bên cạnh nhau vươn bước tương lai. Dù ngày mai xa cách vẫn sẽ luôn tin rằng ở một nơi xa ấy chất chứa bao tình thương.
gió bay về chung. 15 năm đúng thật là như một giấc ngủ trưa, vui có, buồn có, rồi chuyện gì cũng có xảy ra. Đặc biệt là lớp 12 hát nói chung và mặt cá nhân của em nói riêng. Lúc nào mà tôi nói thật với thầy là đấy là có diễn văn diễn đôi gì cả cũng không có soạn thảo gì trường kia cả. Nhưng mà em nói thật là cái đêm em mà ngủ sáng này hỏi em là cả đêm vừa em hỏi là ráng ngủ đi, nói mi ngủ trước đi. Tao là tao không ngủ, thì tao không ngủ, nói thật ở đây em gì không. Em chỉ mong là đặt báo thức để sớm. Ngày trước con làm trong giờ mũ tráng thì dậy sớm, nhưng bây giờ thì ngay một đường nhưng mà có một lần dậy thì một lần nhưng dậy sớm một từ một coi. Nhưng đặc biệt không cái em làm được, em không ngủ thì sao? Em thì mong sáng sớm để gặp thầy, gặp bạn bè. Hôm nay là nói thật với thầy là nói hôm nay là về thầy cho mình, đặc biệt là các bạn trong tập thể lớp A và thầy, đặc biệt là thầy là phải chạy hết mình cảnh phương nhanh nhanh đấy này. Sẽ nhớ để cho nhau tình yêu của học trò, hãy cho nhau những tiếng cười, cho nhau thêm khát vọng, cho nhau thêm hoài bão ước mơ. Thời học sinh yêu dấu với những hôm nay lớp 12 hạt chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày ra trường. Và hôm nay được về lại mái trường xưa thân yêu thì tôi cũng như các bạn bè được gặp gỡ thầy cô cũ, những kỷ niệm ngày xưa đã ùa về, những ký ức của tuổi học trò, chúng tôi rất vui. Và lễ kỷ niệm này thì có sự tham gia khá là đầy đủ của các bạn thì niềm vui như được nhân lên rất là nhiều lần. Và cũng nhân dịp kỷ niệm này tôi cũng xin kính chúc quý thầy cô cũng như bạn bè trong lớp có sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công ạ. Và mong cho những kỷ lễ, những kỷ niệm những năm tới chúng ta sẽ gặp gỡ và ôn lại những tháng năm rực rỡ ạ. Kỷ niệm sẽ không bao giờ phai, một mai này ta lại bên